Kính chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên khu vực Bắc Bộ trong đêm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ tại vùng núi có mưa vừa đến mưa to, nền nhiệt thấp nhất giảm xuống mức 13 đến 16 độ, có nơi thấp hơn, trời rét. Sang đến ngày mai khi đã nằm sâu trong khối không khí lạnh, mưa dông sẽ giảm xuống diện vài nơi nhưng nền nhiệt chưa tăng trở lại, cao nhất ngày vẫn chỉ dao động xung quanh ngưỡng 16 đến 19 độ. Đối với miền Trung, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng chịu tác động của không khí lạnh dồn xuống, nên trong đêm nay có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa đến mưa to. Sang đến ngày mai mưa giảm, nền nhiệt tại đây cũng giảm nhanh xuống ngưỡng 15 đến 20 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, trong đêm nay có mưa rào và dông rải rác, ngày mai mưa tăng mạnh, cục bộ có mưa to đến rất to, với mức nhiệt từ 19 đến 26 độ. Phần còn lại từ Bình Định đến Bình Thuận cũng có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông cần đề phòng với tố lốc và gió giật mạnh với nền nhiệt dao động từ 20 đến 28 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong ngày hôm nay và ngày mai chủ yếu vẫn là phổ biến ít mưa, ngày trời nắng. Về chiều tối có xuất hiện mưa dông cục bộ, tập trung ở các tỉnh ven biển Nam Bộ, không loại trừ khả năng vẫn có nơi xuất hiện mưa vừa mưa to. Dự báo nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ, còn khu vực Nam Bộ là từ 31 đến 33 độ. Đến với Biển Đông, tại quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Còn tại quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc bản tin chung ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, trời chuyển rét. Ngày mưa giảm, chỉ còn vài nơi, trời rét. Nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 19 độ, có nơi cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Ngày giảm mưa, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, phía Nam có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, phía Bắc đêm trời rét, ngày có mưa vài nơi ở phía Bắc, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to đến rất to, nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 20 độ, phía Nam 20 đến 23 độ, có nơi cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 28 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và Ninh Bình. Khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 20 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 20 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 21 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp, dao động theo thủy triều, mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,9 đến 1,1 mét, thấp hơn báo động 1 từ 1,9 đến 2,1 mét.
Trên sông đáy tại Ninh Bình ở mức 1,05 đến 1,25 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,25 đến 1,45 m.